Vâng, xin chào tất cả các bác. Xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đô Hàng Nhật các bác nhá. Hôm nay thì em có một em hot này về cho các bác lên đây. Cực kỳ hot nhá. Duy nhất một con. Sáp QT88 màu đỏ các bác nhá. Đây. Các bác nhìn qua hình thức của nó này. Như mới tinh luôn, sợ thật. Đấy. Sáp QT88 một màu đỏ. Bây giờ em sẽ test cho các bác nhá. Bây giờ đầu tiên em thử cassette trước đi. Này, hai cái băng cassette. Đây, bên này cassette thì đã chạy luôn rồi này. Đấy, âm thanh của cái dòng này thì nghe cực kỳ hay các bạn. Cái này mà các bác nào cắm line nha, nhạc cổ hữu chất mà trưng bày cái này thì thôi sang hẳn con cái nhà lên luôn các bạn. Đấy, hai cassette đều bên, hai bên đều chạy nhá. Đấy. Rồi sẽ thử FM này. FM. Bơm đốt cháy trong ít nhất 1 giờ sau khi uống. Radio đạt tần 108 thì cực kỳ nét rồi các anh nhá. Bơm tăng độ nước uống lên 1 lít một ngày có thể giúp giảm hơn 2 ký trong suốt cả năm. Và trong khi đó, một nghiên cứu liên quan con này thì có là chỉnh EQ này, các kiểu các thứ đây. Lượng calo bị đốt cháy khi cái làm gì tăng thêm 25%. Nút niêm ăn nhanh đầy đủ hết, cực kỳ nét của em sắp QT 88 màu đỏ. Quá đẹp luôn các bạn. Không còn từ gì để nói nữa. Vitamin C trong nước chanh có thể hỗ trợ việc đốt cháy chất béo ở cấp độ tế bào, giúp giảm mỡ bụng. Nước chanh có tác dụng lợi tiểu nên làm giảm chứng đầy hơi. Nước dây chuồn chứa ít calo và nhiều chất. Đây. Bây giờ em sẽ thử cái đường line cho các bác nghe nhạc nhá. Nó cũng cực kỳ chất luôn. Lai in nha các bác nhá. Cái này bật nhỏ nhỏ nghe du dương cực kỳ hay các bạn. Hoặc là nhạc cổ ấy, các bác mua được ít băng cassette nhạc cổ cũng được. Nếu không mua được cassette thì các bác cắm được lai in các bác nghe cực kỳ hay luôn. Đấy. Đây, hình thức của nó quá đẹp luôn các bác nhá. Sáp QT88. Em này thì bên em đang chào bán với giá là 11 triệu các bác nhá. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em là 0968 634 298 các bác nhá. Đấy. Một em sáp QT88 quá hot các bạn. Màu đỏ này nữa thì đây em sẽ thể quay thì gần lại cho các bác xem. Đây. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy. Các bác xem video thì cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh. Đấy. Các bác ưng được mã này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0968 634 298 các bác nhá. Đấy, em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo nhé.